Đây là cái dừa dẻo này các bạn, để mình lấy cho các bạn coi ha. Đây là cái dừa dẻo mình mới vừa làm xong đó các bạn. À, thì giờ mình sang cho các bạn coi ha, nó rất là dẻo và nó rất là ngon luôn bạn. Nó dẻo, nó ngon và nó không có bị sột sột nha các bạn. Còn đây là cái dừa bánh tẻ. Đây là cái dừa bánh tẻ mà mình mới vừa làm, mình làm cách nay 1 tháng rồi nè các bạn. Thì cái dừa bánh tẻ này á, thì ăn nó rất là truyền thống và nó béo béo nha các bạn. Đây là cái dừa này, đó là cái dừa bánh tẻ. Nói hai quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thêm Cúc nha. Thì hôm nay mình sắp Tết rồi các bạn, thì mình sẽ làm mứt dừa nha các bạn. Mình sẽ làm cái mứt dừa non nha các bạn. Thì mình có được 1 ký cái dừa non nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm cái mứt dừa nha. Mời các bạn theo dõi video mình làm món mứt dừa non dẻo ngon nha các bạn. Trước tiên thì bây giờ mình sẽ cắt sợi cái dừa này ra, mình ướp đường nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái dừa này ra thành cái sợi sợi rồi xong rồi mình mới ướp đường vào nha các bạn. Dừa này nó mứt dừa non này làm mứt nó rất là ngon nha các bạn, nên mình xắt nó, sợi nó hơi to xíu, một hồi nó dẻo nha các bạn. Đó, mình xắt cái sợi nó như thế này nè các bạn, mình đừng xắt cái sợi nó nhuyễn quá, xắt cái sợi nó nhuyễn quá thì nó sẽ không ngon nha các bạn, nó sẽ bị nát nha. Dừa non là cái trái dừa nó, cái cùi dừa nó vừa già tới thôi nha bạn, nó thì mình làm mứt ăn nó không có bị cứng nha các bạn, mà nó rất là dẻo luôn nha. Đây là cái 1 ký dừa mình đã cắt ra xong rồi này các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ướp đường vào, mình cho nó thấm rồi mình sẽ sên nha các bạn. Thì bây giờ thì cái đây là 1 ký dừa thì mình ướp khoảng 300 gram đường cát nha các bạn. Rồi cái dừa mình đây là 1 ký dừa các bạn, thì 1 ký dừa non thì bây giờ mình sẽ ướp vào đây 300 gram đường cát rồi xong rồi cho nó thấm rồi mới mang mình đi sên nha các bạn. Thì đây là 1 ký dừa, thì bây giờ mình sẽ ướp vào trong đây 300 gram đường cát nha các bạn. Đường cát trắng nha các bạn. Mần làm xong đó thì nó sẽ lên cái màu ngà ngà chứ nó không trắng, tại đây là cái mức mức ăn trộn lên. Đó, trộn lên cho nó thấm nha, rồi xong rồi mình mới mang mình tan, khi nào nó tan hết cái đường này mình mới mang mình đi sên nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mang cái mứt dừa này ra nắng mình phơi xong rồi cho nó thấm cái đường vào rồi mình mới sên nha các bạn. Cái dừa non các bạn mình cắt ra mình ướp đường mà mình phơi nắng nãy giờ cũng 30 phút rồi nè các bạn, thì nó thấm rồi thì bắt đầu mình mang lên mình sên mình làm mứt luôn nha các bạn. Bắt đầu mình sẽ sên mình làm mứt nha. Dừa vào trong chảo mình sơn mình làm mứt cho nó giống như y chang như mứt dừa kia thôi nha các bạn. Khi sơn cái mứt dừa thì bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi nha, dừa dừa bánh tẻ hay là mứt dừa non gì bạn cũng để lửa nhỏ nhỏ thôi, bởi vì á mình để lửa nhỏ nhỏ thì nó sẽ thành mứt nó không bị khét nha các bạn, còn bạn để lửa lớn quá thì nó sẽ bị đường nó sẽ bị khét nha các bạn. Đó, các bạn để lửa nhỏ 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 thôi để cho nó riu 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 cho nó thấm từ từ vào cái cọng dừa nha các bạn, thấy không? Đó, để lửa nhỏ nhỏ thôi nha.
mứt dừa các bạn, bây giờ nó dẻo ngon lắm các bạn. Cái mứt dừa này thì nó dẻo nha các bạn, nó không phải như dừa bánh tẻ ha. Đó, mình rang nó khô như vậy ta thì được rồi nè các bạn. Mình sên nó khô quá, nó lên cái phấn á, các bạn thấy không, nó lên cái phấn như thế này được rồi nha. Thì mình cũng xin nó khô quá thì mình để được lâu ha, nó không có bị chảy nước nha các bạn. Bạn rang khô quá thì mình để được lâu nha. Đó rồi, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình tới đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho kênh Chim Cúc một like, một subscribe, một comment bên dưới. Bạn nào ghé kênh mình thì để lại một comment cho mình biết nha. Cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã xem video của kênh Chim Cúc nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha.